Xin chào buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ bắt đầu thông tin tình hình dịch Covid chiều ngày hôm nay, ngày 6 tháng 8 bao gồm những nội dung như sau. Thì đầu tiên là dòng trơm là tại xã Thanh Tân xử lý đối tượng đăng tin xúc phạm lực lượng công an. Thì ngày hôm qua ngày 5 tháng 8, công an xã Thanh Tân làm việc với đương sự là NVH sinh năm 1992, có đăng ký hộ khẩu thường trú tại ấp An Thuận, xã Tân Thanh, huyện Dòng Trơm về hành vi bôi nhọ xúc phạm lực lượng công an xã Tân Thanh. Cụ thể là vào ngày 4 tháng 8, công an xã Tân Thanh trong quá trình tuần tra kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thì phát hiện ông H ra đường không lý do chính đáng và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 2 triệu đồng. Do xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi trên không được nên ông H bức xúc đăng tải lên mạng xã hội Facebook cá nhân của mình và có nội dung bôi nhọ xúc phạm đến công an xã Tân Thanh và đối với các cá nhân đồng chí gọi là trưởng công an xã Tân Thanh. Thì qua làm việc thì đương sự nhận thức được hành vi sai phạm của mình và cam kết sẽ không tái phạm. Vụ việc đang được công an xã Tân Thanh củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật. Còn tại Bình Đại thì tại xã Thừa Đức là tuần tra phát hiện hai đối tượng nghi sử dụng ma túy. Thì chiều ngày hôm qua ngày 5 tháng 8 tại khu vực cầu ngang ấp Thừa Thạnh xã Thừa Đức, lực lượng công an đã phối hợp với tổ tuần tra phòng chống dịch Covid-19 thì trên địa bàn phát hiện hai thanh niên đi xe máy biển số là 71C154825 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe và kiểm tra phát hiện trong túi đối tượng VBK sinh năm 2001 đăng ký hộ khẩu thường trú ấp 3 xã Bình Thắng có một túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng. Trong túi quần phía sau đối tượng NVA sinh năm 98 đăng ký hộ khẩu thường trú ấp Thừa Long xã Thừa Đức có một túi ni lông tương tự. Thì qua làm việc hai đối tượng khai nhận số tinh thể màu trắng trên là ma túy. Hiện tại công an xã đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Còn tại Dòng Trơm, mở quán bán cà phê trong mùa dịch bị phạt 15 triệu đồng. Ngày hôm qua, ngày 5 tháng 8, công an thị trấn Dòng Trơm trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho hai trường hợp là ông NVB sinh năm 59 đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu phố 2 thị trấn Dòng Trơm và bà DKC sinh năm 1966 đăng ký hộ khẩu thường trú là ấp 5B thị trấn Dòng Trơm với số tiền mỗi người là 15 triệu đồng. Trước đó vào ngày 31 tháng 7 và ngày 2 tháng 8 tại quán cà phê của ông B ở khu phố 2 và quán cà phê của bà C ở ấp 5A thị trấn Dòng Trơm có mở bán cho khách đến uống. Trong thời gian trên là địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù trước đó công an thị trấn đã đến nhắc nhở và cho viết cam kết thì hành vi của ông B và C đã vi phạm về việc không thực hiện biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh tại nơi công cộng để phòng chống dịch Covid-19. Thì qua vụ việc trên cũng đề nghị người dân là nâng cao nhận thức hơn nữa trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Thì chung tay cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn để sớm ổn định cuộc sống bình thường cho người dân. Thì hôm nay Bến Tre cũng vừa nhận xe tiêm chủng vaccine lưu động. Thì Bộ Y tế có quyết định là phân bổ xe chuyên dụng để phục vụ tiêm chủng lưu động vaccine phòng chống Covid-19 do công ty ô tô Trường Hải hỗ trợ để phòng chống dịch Covid-19 cho 63 tỉnh thành trong cả nước. Sở Y tế Bến Tre sẽ nhận xe chuyên dụng và chuyển giao cho CDC Bến Tre để phục vụ công tác tiêm chủng lưu động trong thời gian tới tại Bến Tre. Thì phần cuối cùng cho bản tin chiều ngày hôm nay ngày 6 tháng 8 thì tính từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều ngày hôm nay ngày 6 tháng 8, Bến Tre không ghi nhận thêm ca mắc mới. Hiện tại Bến Tre đang có 1.025 ca và vẫn là 17 ca tử vong, ghi nhận thêm 9 ca ra viện, nâng tổng số ca ra viện là 271 ca. Thì hiện tại các số ca tại Bến Tre như sau, tổng hợp như sau thì F0 là 1.025 F0 và F1 là 2.025 trường hợp và F2 là 3.881 trường hợp. Số đang điều trị là 737 trường hợp, ra viện là 271 và tử vong vẫn là 17. Thì các ca tại các huyện như sau, Chợ Lách là 28, Châu Thành là 128, Mỏ Cày Bắc là 27, Mỏ Cày Nam là 20, thành phố Bến Tre là 81, Dòng Trơm là 61, Bình Đại là 54, Ba Tri là 362 và thành phố là 192. Số ca hiện tại tính đến ngày hôm nay là ngày 6 tháng 8. Mình cũng xin kết thúc bản tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha, để video của mình được đến tay bạn nhanh hơn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thân ái chào tạm biệt.